Thưa quý vị, kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, sau khi chính phủ có chủ trương mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch trong nước và quốc tế, công tác xúc tiến thị trường, khôi phục các đường bay đã và đang được thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai, đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong thời gian qua, thành phố đã tập trung triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, truyền thông quảng bá mạnh mẽ để khôi phục các thị trường, các đường bay quốc tế như tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, đón các đường bay quốc tế đầu tiên từ Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc, tổ chức hội nghị xúc tiến thị trường và đón các đoàn farm trip, fresh trip từ Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc, quy mô thu hút du khách, lễ hội khinh khí cầu, diễn đàn phát triển đường bay châu Á, Roster Asia 2022, lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022, lễ hội du lịch Quốc Đà Nẵng 2022. Lễ hội tận hưởng ẩm thực rất tuyệt vời. Lần đầu tiên đến Đà Nẵng, tôi được tham gia lễ hội nắng nhiệt và đặc sắc đến như vậy. Đồ ăn tại thành phố này rất ngon hấp dẫn. Nếu có cơ hội quay trở lại Đà Nẵng, tôi sẽ dẫn bạn bè người thân trải nghiệm các món ăn tại thành phố. Tôi đã muốn đến thăm Đà Nẵng từ lâu rồi nhưng do dịch nên không đến được. Hôm nay tôi rất vui khi được đến với thành phố và mong được thăm nhiều địa điểm đẹp tại đây. Hôm nay được Đà Nẵng chào đón đồng dịch như thế này, tôi thấy rất vui. Cảm ơn các bạn. Theo đó, từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 8 năm 2022, tổng số chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng đạt hơn 1.500 chuyến với hơn 200.000 lượt khách. Đặc biệt, từ kết quả diễn đàn phát triển đường bay châu Á vừa qua đã mở ra cơ hội khôi phục sớm và mở thêm các đường bay quốc tế mới đến thị trường quốc tế trọng điểm và tiềm năng như Úc, Ấn Độ, Philippines, Cebu. Tôi thấy Đà Nẵng là một điểm du lịch rất tuyệt vời. Sau dịch Covid-19, nhu cầu đi du lịch của người dân Ấn Độ rất cao, trong đó họ rất thích đi du lịch ở thành phố Đà Nẵng. Họ nhận thấy Đà Nẵng là một điểm du lịch rất tốt. Vì thành phố sạch sẽ và con người thân thiện, tôi cho rằng Đà Nẵng đã xây dựng thương hiệu rất tốt. Hiện nhiều hãng hàng không rất quan tâm đến Đà Nẵng. Thành phố cũng đã điều chỉnh kế hoạch khôi phục phát triển thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng trong giai đoạn cuối năm 2022 và năm 2023 để triển khai một số hoạt động xúc tiến phù hợp, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để phục vụ du khách. Sở lịch cũng như các sở ban ngành, các địa phương cùng các doanh nghiệp, chúng tôi đang nỗ lực để chuẩn bị các cái điều kiện phục vụ khách về cơ sở vật chất, về nguồn nhân lực và về sản phẩm mới để có thể phục vụ khách chu đáo và làm hài lòng khách khi đến với thành phố Đà Nẵng. Theo Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng, dự kiến từ nay cho đến cuối tháng 10 năm 2022, sẽ có hơn 1.200 chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng với khoảng hơn 180.000 lượt khách. Từ cuối tháng 10 năm 2022 đến cuối tháng 3 năm 2023, có 9 hãng hàng không khai thác với khoảng 2.700 chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng, dự kiến đón khoảng 360.000 lượt khách. Đáng chú ý, các thị trường khách Ấn Độ, Hàn Quốc đã tăng các chuyến bay đến Đà Nẵng sau khi bỏ các điều kiện về xét nghiệm. Với nỗ lực làm mới các sản phẩm, không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và cập nhật xu hướng, thị hiếu khách du lịch trong công tác xúc tiến quảng bá điểm đến, tìm kiếm khai thác thị trường, du lịch Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tiếp tục khôi phục các thị trường khách quốc tế trong những tháng cuối năm 2022, làm tiền đề phát triển mạnh ngành du lịch thành phố trong năm 2023.